người đã đến với kênh YouTube của Tour Guide Sài Gòn nha mọi người. Thì Tour Guide Sài Gòn đi review mưa Sài Gòn cho mọi người cùng coi nha mọi người. Mưa gió giông bão quá mọi người ơi. Mình sợ bị ướt camera men nha mọi người. Ở Sài Gòn đang mưa nha mọi người. Dạ giờ này ra tắm mưa là quick sleep luôn nha mọi người. Mình chui cam cái. Rồi máy ướt hết cam rồi. Mưa rồi, mưa tạt quá mọi người. Mưa tạt ướt máy quay nha mọi người. Mình đứng ở đây có kiến nha mọi người. Cái này có kiến tre, mình gây ra ngoài cho mọi người coi. Sài Gòn mưa lớn lắm mọi người, với lại mình sợ bị dính âm thanh kia đó mọi người. Sài Gòn mưa lớn lắm mọi người, ok giờ mình kiếm cái nào mình quay cho mọi người coi nè. Nhưng mà gió quá mọi người, gió quá. Ok nha mọi người, mưa lớn lắm mọi người. Ok nha mọi người. Bên đây sẽ không có sao mọi người, sẽ cái gió lại. Mưa ở Sài Gòn mưa lớn lắm mọi người. Mình chưa tắt đèn luôn nha. Mưa lớn lắm mọi người. Đây, mưa ngoan à, mình đi vô trong cái nha mọi người. Mấy ý hết máy bay giờ. Mưa lớn lắm, để mình quay cam sao cho mọi người cùng coi mưa ở Sài Gòn nha mọi người. Ok mọi người, đấy mọi người thấy mưa không? Ở Sài Gòn mưa dữ lắm nha mọi người. Để mình che cái cameraman cái mọi người. Nó bị ướt mọi người, mưa gió dữ quá mọi người. Đấy, mở thêm cái đèn pha đó nha mọi người. Vậy gió dữ quá. Dữ quá mọi người. Mưa gió dữ quá. Mình quay qua đây nè mọi người. Qua đây là được không mọi người? Được không? Đó. Mưa ở Sài Gòn mưa lớn lắm mọi người. Ở đây nó không tạt mọi người. Tạt. Sài Gòn mưa lớn lắm nha mọi người. Mưa là ngập đường đó mọi người. Mình đang quay mưa nha mọi người. Ok nha mọi người, Sài Gòn đang mưa lớn lắm mọi người. Hôm nay bầu trời lại mưa thì anh ngắn ngủ nhưng không được. Anh càng nhắm mắt vì hai giọt mi nó cứ chảy ra từng giọt nước. Không biết một người nào đó mà cameraman mình ướt hết rồi mọi người. Hôm nay cameraman của mình ướt hết rồi. Đó, mưa đã mọi người. Đây là phải quay nha mọi người. Mình đang ở dưới quán ở Sài Gòn nha mọi người. Mình ở có mình nè mọi người. Ướt hết luôn mọi người. Từng giọt nước mắt cũng đã theo anh ngồi đêm về. Em biết không em người ta chỉ yêu bằng lời nói. Đây, mưa ở Sài Gòn nha mọi người. Mưa hoài luôn mọi người. Mưa bão mọi người. Mình sợ bị ướt máy quay mọi người ơi. Mình không phải cầm máy quay mọi người. Mình cầm cái điện thoại mọi người. Chưa có tiền mua máy quay đâu nha mọi người. Chứ có máy quay nãy giờ là mình đi ra ngoài mọi người. Có máy quay nó chống nước mọi người. Là quay nó không có ướt mọi người. Cái điện thoại quay cái là vô nước cái là coi là đi luôn mọi người. Đi mà lại xíu chơi luôn. Mưa gió dữ lắm mọi người. Gió man hương về giờ em ở đâu. Che trên môi nụ cười của ai. Để bây giờ tình ta sẽ không bền lâu được thêm. Ở đâu xin em hãy cứ đi thật xa. Đừng mua nắng những thứ hơi bị mài nha mọi người thông cảm cho mọi người. Camera bị mờ mọi người ơi, tại dính nước mọi người, để mình lau cái. Hơi bị mưa mọi người. Thôi giờ mình quay mưa tới đây cho mọi người coi, má tạt quá. Mưa lớn lắm mọi người, tạt cái vô trong nhà luôn nha mọi người. Mưa lớn lắm mọi người, ok bà mình đi đóng cửa nha mọi người. Mưa ở Sài Gòn lớn quá mọi người. Mưa ngập nha mọi người. Ngập đường nha mọi người, ấy ngập cái tay luôn mọi người. Cái đó là ngập cái ngoài lộ luôn nha mọi người, mình quay cho mọi người coi luôn, ok. Đây. Ấy mưa tạt quá mọi người. Tạt quá. Không biết chạy đâu đây mọi người. Mưa lớn lắm mọi người ơi. Mưa tới trắng tươi luôn mọi người, nhìn thấy luôn. Chứ nó là ngập đường mọi người, đó bây giờ ngập từ từ đó mọi người, thấy không? Bây giờ nước đang dồn lại một cục đó mọi người. Đây, ok nha mọi người. Sao mình được trái quá ta, đợi cô. Ok, giờ mình đi đóng cửa đó mọi người. Mưa lớn lắm. Mới lại cầm cái máy quay này xuống ướt hết luôn á mọi người. Rồi, giờ hết mưa rồi mọi người. Mưa nhẹ lại. Hồi nãy 100%, bây giờ còn có 80% rồi mọi người. Đây, một tấm trôi qua.
giờ cái ok phát cửa nha mọi người. Xong giờ hết mưa luôn mọi người. Ok đúng là tính ok Sài Gòn thì hết mưa rồi. Tính ok 24 giờ đưa tin ở Sài Gòn trời có mưa. Yeah. Ok nha mọi người. Mưa quá giờ hết mưa rồi mọi người. Ok thì bây giờ mình cũng đã review cơn mưa ở Sài Gòn cho mọi người coi rồi. Mọi người thấy hay mọi người nhớ bấm like cho mình nha mọi người. Nhớ bấm like nha. Ok nha. Ok nha mọi người. Mọi người có thấy like dưới không? Coi video mà có like dưới có cái like này nè mọi người. Mọi người nhớ bấm cho mình nha. Ok nha. Ok bye bye nha mọi người.